bạn đi cái chi thì rụm lực với như là khăn bạn thơ là nơi ai tì krong cái hạt thà Pittsburgh ông ôn hỏi tì krong đi hỏi đại bàn lẹ dân hoa rộ bà lô Prigozhin đại chi mê thể hiện si chút nua rộ bà rô xì bà cái hạt thà mê thể hiện bà bào ca phì khai mì cổ ná nụ bọc ôn hỏi bàn thơ lẹ dân hoa slap ca phì ngay tì mà phải buôn rồi thật hỏi hỏi ca slap rộ bà lô Prigozhin đi sầm rạp xã rốt ảm rích cứ đạc ca sáng say tha miên cầm ruông riêng tục chỉ môn bọc ồn mình men chỉ ca thật lẹ dùn ho rư co bánh mì xìl sầm đầy tử ao bị cọng đầy bà bị đầy tử lửa nằm bầy ở thật lẹ tế bà cứ xã rốt ảm rích miên ca sáng say tha riêng cầm ruông thực hiện bánh hà và trái kỳ tế dùn ho bắt dừng khơi như rụp hiếp môn hóa cứ tha dân hoa rộng bằng lục bình của dân bàn thật lẽ đâm các bà cho tài đó bà ổn bà. Xong chùm riêng chùn bọn bà ổn tha ngay tì mập hay bẩm buôn đi, ngay ổng kiến đi cứ bị thi rùm lực bình như là khăn tu tiang bà tê, bọn bà ổn tu tiang bà tê, bọn bà lục bình của dân đi hỏi. Cả rùm lực bình như là khăn đi, bọn bà ổn cứ tha cứ chỉ cả rùm lực bình như là khăn tu tiang bà tê, cả khăn tục ở bà mê thể hiện sĩ chùn ổn đi, chùm bà ổn thể hiện. Bạn nơi bản đá bản tế Afrik được có ở tam bản đá bản tế trên bản tục lục tùy của dân ấy, đối chịu ở phục cho bóng ôn. Và hai miền thể hiện sĩ chú nua rồi bảo việc nhà mình nẹ gọt trở bàn kê sọ cho mô tha Yurinovikov. Và Yurinovikov ní trở bàn khung luôn hỏi bóng ôn bật bóp bị gọt chú chấp hai gọt bàn tiên cập lương AK bánh lăng từ lửa và bánh lăng từ lửa tục chỉ ca căn tốc đó vào lúc Prigozhin và thật bản khi chặt hai bọn con chặt giờ tôi không khen cả luôn hai miền bản đàn gặp hộp telegram bị sai bọn con khi tha lúc Prigozhin đi thật bản khi nâng thơ vị thi rùm lực tự nhiên là khăn quát nâng nơi ai đầm bọn kẻ hạ tha Krasnodar thì các bông này bọn tê rổ xì và hai miền gặp hộp xây mùi tiếp telegram đã sẵn nâng cái hạ thà lục Prigozhin đi cứ bàn thà trời riêng trong nơi ai tì krong Peterberg đã chia sắp cầm nào rồi bà lục Prigozhin bà tìm một phút tới cứ trời bàn riêng trong nơi tì krong Peterberg nơi sắp cầm nào rồi bà lục Prigozhin bà khả nạ bên ít đá xa bò rồi mình rồi tơ bàn chọc sai thà nhạc xa bò rồi mình bàn xua tơ lục Pertinia thập ở đây đá bà xua tờ viện miền Cầm Lăng viện miền Pertinia thập ở đây là bà Rossi lộp Vladimir Putin bà cứ tha lộp mình miền Cầm Rông na nâng châu tờ để hát thật cổ rút vì như là khăn rộp bà lộp rì của dân mục tê bà đi cứ chia sầm đây rộp bà lộp kẻ hát thà Dmitry Peskov bọc ôn lộp bàn nị dây hái gọt bàn bạp nẹ xa bò rộp miền thà nơi thân hay ông kia đi tay mà đó tha mình miên bà mình miên cầm rôn từ cửa rụp nhìn là khăn cậu bó lô Prigozhin tê bà mình miên tê bà đi cử chia phó rộng miên mây bà bàn tranh sai đó xa phó rộng miên rồi tờ cao bị thằng ngày ở tất bông ôn cao bị thằng ngày ở tất cứ cổng nhạc sớp ẩn kết rộng bó ở nhà thơ rộng bó rộng xí cứ kịp bàn sớp ẩn kết nâng bị nhật hói ca thuốc tè rồi cháy tha lục Prigozhin bất trị bàn sạp nông chùm nóng mà nút đọc nhẹ bị mềm bà cứ bàn sạp hói bà ca bị nhật DNA hói ca sớp ẩn kết rồi bỏ nhà thơ rồi bỏ rồi xì bà phần tay chùm pua ra rốt ảm rịch vĩnh cứ ghi tầm lại xây như bằng ổn chùm pua ca xe The Guardian rồi bỏ ổng lễ bàn chọc xài tha xa rốt ảm rịch bên ca ghi tầm lại chia bắt thầm cứ tha xong một than tha các túc đau chê tần án ít bằng đá lão thật lẹ và thật lẹ dân hoa xâm lập mê thể hiện sĩ chân nuôi rôn tiếng mà nô phẩm bố nẹ cứ tha miên cùng rôn ca miên cùng rôn ca rôn chia sạch ở hai giờ bỏ lục đi của dính đi và cứ chia cô đau vì xong nâng cái hai tha rồi xì xâm lập hóa biết cô tha ca bì bì khai muốn lục đi của dính đi hói bán bảo bảo thể hiện hỏi bạn thưa ai lục Putin miền có đầy ẩm mắt và đầy ẩm mắt mình trên một bộ đã thể hiện được bọc luôn khi chỉ thể hiện sự chung hỏi bạn bạc bao một rộ lục Putin vinh và tư chuyện đầy ẩm mắt hai con được cùng rồn cái hạ thà cầm chặt lục Prigozhin đi chào mà
នេះគឺជាសារព័ត៌មានរបស់ The Guardian បានចុះផ្សាយបងប្អូនសម្បីតែលោកโจ ไบเดนដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លោកបានគេហៅថាដាក់ការសង្ស័យថាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការធ្លាក់យន្តហោះនេះគឺលោកពូទីនដែរបាទសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការវាយតម្លៃខ្ពស់បាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលបញ្ចេញដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការសន្និដ្ឋានទេបងប្អូនវិមានក្រឹមឡាំងបាទវិមានក្រឹមឡាំងបានច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់របស់លោកខាងលិចនេះដែលថាលោកពូទីននៅពីក្រោយខ្នងបាទគឺថាវិមានក្រឹមឡាំងនេះគឺបានច្រានចោលបាទចំពោះការចោទរបស់លោកខាងលិចជាពិសេសលោកโจ ไบเดนបាទទីមួយគ្នានេះដែរគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់រុស្ស៊ីមិនទាន់បានដាក់ចេញនៅបញ្ជីថានៅមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះនេះបានធ្លាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនបាទអញ្ចឹងគណៈកម្មការរបស់រុស្ស៊ីស៊ើបអង្កេតរបស់រុស្ស៊ីនោះគឺមិនទាន់បានបង្ហាញពីមូលហេតុនៅឡើយទេថាមូលហេតុដែលលោកព្រីកូស៊ីនយន្តហោះរបស់លោកព្រីកូស៊ីនបានធ្លាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនបាទហើយអ្វីដែលជារឿងចម្លែកនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លាត់ថាគ្មានអ្វីចម្លែកទេបងប្អូនគឺថាការស្លាប់របស់ព្រីកូស៊ីននេះគឺអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងគ្មានអ្នកណាក្រៅពីពូទីនទេបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកโจ ไบเดนបាទលោកโจ ไบเดนគាត់បាននិយាយហើយការសព្ទតាមមុនសូមរំលឹកបងប្អូនផងដែរថាលោកព្រីកូស៊ីននេះហើយគឺជាអ្នកបះបោលបងប្អូនអ្នកបះបោលនៅពេលដែលលោកបានខឹងមេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីមួយរូបបាទលោកមានការបះបោលហើយបកតបទៅទីក្រុងមូស្គូវិញបងប្អូនទៅទីក្រុងមូស្គូមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទទៅទីក្រុងមូស្គូហើយនៅសល់តែប្រហែលជា200គីឡូបងប្អូនស្មើនឹង125ម៉ៃហើយជា200គីឡូគាត់បានចាក់ចេញពីទីក្រុងរ៉ូស្ទូវឆ្ពោះទៅទីក្រុងមូស្គូបាទពេលដែលគាត់ឆ្ពោះទៅទីក្រុងមូស្គូហើយផ្អើលផ្អើលពិភពលោកបងប្អូនផ្អើលពិភពលោកអ្នកណាក៏តាមដានដែរថារុស្ស៊ីពូទីនដែលចិញ្ចឹមក្បាលចិញ្ចឹមឆ្កែមួយក្បាលបាទគឺថាបានបកមកខាំពូទីនវិញគេចាំមើលបងប្អូនព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺថាអស់ចាតែម្ដងបងប្អូនមិនងាយមានទេមិនងាយមានទេបាទពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលសូម្បីតែចារកម្មសូម្បីតែ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏តាមដានរឿងនេះដែរបាទទីបំផុតទៅកប៉ិលៈបងប្អូនកប៉ិលៈលោកព្រីកូស៊ីនបានសម្រេចចិត្តយកការចរចាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរបស់បេឡារុសបាទហើយសុខចិត្តនិរទេសខ្លួនសុខចិត្តនិរទេសខ្លួនទៅប្រទេសបេឡារុសជាមួយនឹងកងទ័ពនៅពេលដែលគាត់ទទួលយកការចរចាវាស្មើនឹងការស្លាប់រួចទៅហើយបងប្អូនស្មើនឹងការស្លាប់រួចទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ទទួលយកការចរចាគឺបានន័យថាជីវិតរបស់គាត់ក៏ត្រូវបញ្ចប់បាទត្រូវបញ្ចប់មិនយូរទេបងប្អូនមិនយូរទេបាទ2ខែតែម្ដងវាស្មើនឹងការបន្តជីវិតបានត្រឹម2ខែនៅពេលដែលគាត់ទទួលយកការចរចាបងប្អូនដឹងហើយថាគុំនេះវាមិនទុកយើងទេនៅពេលដែលវាដឹងថាយើងក្បត់វាយូរនឹងឆាប់មុននឹងក្រោយបាទលោកព្រីកូស៊ីននេះគឺជាមេតាហានល្ងងណាស់បងប្អូនល្ងងណាស់ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើលោកព្រីកូស៊ីនបានបកក្បាលទៅខំគេហៅបះបោលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីលោកពូទីននេះបងប្អូននៅសល់តែ200គីឡូម៉ែត្របងប្អូនបានន័យថាដល់ទីក្រុងមូស្គូហើយបងប្អូនដឹងទេថាព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រសិនបើមានការផ្ទុះអាវុធជាមួយនឹងលោកពូទីនប្រធានាធិបតីលោកពូទីននិងទាហានរបស់រុស្ស៊ីពេលនោះមិនស្រួលទេបងប្អូនមិនស្រួលទេពូទីនបាទពីព្រោះយើងដឹងហើយថាកងទ័ពរបស់ពូទីនទាហានរបស់ពូទីនអ្នកនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ពូទីនគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយគាត់ទេបងប្អូនបើសិនជាមានការផ្ទុះអាវុធតតាំងជាមួយនឹងមានក្រឹមឡាំងយើងដឹងហើយថាវាមិនឈ្នះទេទាហានរបស់រុស្ស៊ីវាមិនឈ្នះទេឃ្លាំងក្របរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងរបស់ក
xuống cả bị chít rùm tiếng tế hiên rồi bỏ rồi xì bà nông chùm nào tế hiên rồi bỏ rồi xì có miên tế hiên mê tế hiên khá là quát trong tờ rơ bẩm rạc tế bà bốn trong tờ rơ bẩm rạc tế bà bình chìa rồi bỏ lục bộ tình tế hào nâng mê bình chìa ca này cả xuống cả bị chít tế hào bà xanh chìa nông bật tế ca nụ bà bốn cát lăng mến tục to tăng ở vốt bê nụ cầm lăng ra bộ Ukraine cứ sẵn cục cả nạc lăng xâm phong nằm mất của bạn chú ý cả nạc tràn hai rô xí cũng phong là tuần đáy sạp hai miên ca phục tục miên ca rồi nút nông rồi bỏ tế hiên ca phí chiếc bỏ rô xí ông bố nơi tì krong Moscú mình mến tế hiên tập ọc gọt cổ rộp xả lãnh lục Putin tì và phần tay kê mình hiên cầm rào tại bờ sân chỉ miên phát tế ca nông ca lăng mến rì cầu dính gọt bạn vay cho tì krong Moscú mến cứ thả tu ở vốt mình cầm phi mùi sạp đá bông bốn đang cầm lắng phi mơn phạm con nhé và vay cho thì không một số dạng hậu nó cầm mùi sạp đá là cầm rõm cái càng như nâng bằng cạp bán hậu cầm rõm bằng cạp bán cứ miên ca túc lại đồ viên thể hiện nước hàng khăn đồ bạc toàn thì tôi thể hiện khắc nước khăn đồ tì công một số đi cứ mình phân chất nâng rộp bọc lục của tiến tì và chỉ chung có miên ca có hóa đại đối chứ này hậu phần sân và phát ca đi cạp lạng mến và cứ thả phí cô dính cứ quạt thua ở rộng cuộc cơ trong mình trong cứ Putin cứ bị bạ tốt cả đây phần tái Prigozhin cót chia mình lúc cứ tha tập tu yoga trò cha thì Belarus cứ smile nâng sầm lấp luôn ảnh một tổ đang ngay thả mê đập nom đập bờ Rusini mình tốt tê bà hai đấy ban chia lục Prigozhin cót sập hai hai đấy ban chia bất thiên thập đây Vladimir Putin lục sầm rách chặt tha sầm lấp Prigozhin bọn con tự đăng nè anh ấy chỉ cả bắn mà nó bị phe tê bọn bọn bà vì pro lô và thì này thập đầy rồi bọn Rossi còn bắn đăng thả nòng chua con to bọn lô còn miên lại mình bình chật đài đôi chân sầm lấp mũi cứ cầm riệp đập bọn ổn bà hai xôm chuẩn riệp bọn ổn than rương này mình toàn chọc tê vì pro con thể hiên rồi bọn riêng của Zini các bạn phần riêng pin tu tiang và tê hai có mình cả sọc đai nâng chú chặt thì phụ lục Prigozhin này xâm bám là đài vì phụ phụ này tục Prigozhin đội ở phụng chân và hai bởi dương này dây ẩm phí Prigozhin này cứ sắp tại dưới phụ về hai tha mà lúc Prigozhin say thế bọn phụ vì xong đừng ngọp vì xong đừng slap được hai và phần ta rương đài lõ mơ lục Prigozhin cũng xạ và cứ tha bộ bao mau với đôi sầm bao nát trong bao bao con top chỉ rất cọc chốt nông ti con Rostov tranh tư ti con Moscow ô ở to bóng ồn và chỉ chôn Rossi có con tro quạt tra này bóng ồn phần tay NP để quạt từ thua cho cả cho trá cứ sma nâng từ thua cho sẽ đầy sập mình du thế bóng ồn khởi nhỉ Putin cứ tha ảo cả sầm lấp đi của diễn mình chào thì mê đập non của mình đi bóng ồn đằng hai bà hai cả sầm lấp bỏ Prigozhin cứ cầm miên om mê với chica đang mán đai mình chậm nọ một quãng và sông Akun bong ôn để bàn tạm đan Tosna video này và sông cũng thích chơi subscribe xanh nhà rùa cẩn đằng bạn ở đây tụ tụ bàn nơi video thay bạn dương khi nhôm nâng bẩn to xoay nhau video đã tẹt con chỉ mình lục Prigozhin cả sầm và đôi chia sông kềm nơi Rusi bẩn to tiết hai nâng tạm đan Pratica và sân kriêm nơi Ukraine đại rô xí cho liên viên bản thế Ukraine bọn ôn sân kriêm này bảo sân bà hiên bản đại bản đoài ôi căn tờ về chân ngay lớp vị bày chân nắm ai có cả tờ chia sân kriêm lộp hãy lớn đi vị bạch biên hà cả là vị bạch brain cả là vị phốp lộp nguyên phá nhà hà cho ra nạ và vị bạch hệ răng của thổ và xong ọc quân xong chùm riêng lìa.